Cha như núi
chảy ra biết bao kỷ niệm qua vừa đi lấy mấy bộ bàn ghế trước thì về hôm nay lại đi tiếp à? Đây gì đi, đây gì? Già chỉ còn tính tuổi. Chết rồi. Đến tiền kiểu gì? Đây đây, cháu thấy cô chụp. Đến tiền. Cô bài này cũng lâu rồi, nhạc sĩ Kiết Phong đã không biết thể hiện. Ngày mai chúng tôi sẽ qua lại trong câu la rồi xin cái bài hát mang tên Người Biết Kể Nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.